chào tất cả các bá. Vâng, xin chào tất cả các ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Hiện tại thì em Tuyên với em Thề đang ở trong thôn gọi là Hạ Ía. Đây phải không nhỉ? Đây là bố đây đây. Đúng không nhỉ? Em đâu về đây? Mua bộ xíu. Mua gì? Bộ xíu đây. Bộ xíu á? Đúng rồi. Là cái gì? Mua này. Anh không hiểu. Không hiểu à? Thôi đi vào nhà đi. Lấy lấy đấy. Tí nữa vào nhà anh xem xong. Anh vừa ý đã rồi. Vâng, cô chú ạ, thì em Tuyên đang có mặt ở trước cửa nhà bé Vinh. Thì thế nhá, hôm nay thì là có cái món quà của các cô chú nhóm Hoa Sen Như, là các cô chú có thông báo là sẽ tặng cho bé Vinh là 10 phần quà để làm cái cột mốc đầu tiên, để có thể làm cái kinh phí mà có thể giúp cho bé Vinh đi Hà Nội chữa trị, khám lại một lần nữa. Vì các cô chú có nhắn tin cho anh Tuyên là thì có nhắn tin cho em Tuyên là như ở một kênh YouTube thì cũng có một cái trường hợp bé bị u thận cũng như bé Vinh này, nhưng mà có nghĩa là người ta phát hiện sớm ra thì người ta chữa trị sớm. Và các cô chú có bảo là xuống thẳng bệnh viện Bạch Mai và có gửi đơn thuốc cho em Tuyên. Và các cô chú bảo là cái trường hợp kia thì có chữa trị vào hồi tháng 9 năm 2023, là của một kênh YouTube cũng đưa các bé đấy xuống đến Hà Nội và vào bệnh viện Bạch Mai có thể cứu chữa được. Thì đây, trường hợp của bé Vinh này thì các cô chú có bảo là cũng có thể na ná giống cái trường hợp kia, nhưng mà do là chúng ta phát hiện muộn nên là không đi cứu chữa kịp thời nên là nó có thể bị nặng hơn. Thì bây giờ các cô chú thì vẫn mong muốn là còn nước còn tát, còn có thể cứu được bé thì có thể là trợ giúp cho bé các cô chú ạ. Thì các cô chú nhóm Hoa Sen Như là tặng 10 phần quà cho bé Vinh để làm cái cột mốc đầu tiên, để có thể làm cái quỹ để cho bé có cái kinh phí đi Hà Nội khám chữa bệnh. Nên là bây giờ thì em Tuyên sẽ vào nhà để thông báo cho gia đình bé Vinh biết, để cho cũng mong rằng có thêm cái quỹ của cô chú có thể giúp cho bé Vinh được đi khám chữa lại một lần nữa. Vì như hôm trước như anh với thầy có nói chuyện thì bố bé Vinh cũng bảo là thực ra là bác sĩ cũng muốn là có thể mổ hoặc là điều trị, nhưng mà nếu mà mổ thì 50-50. Và đôi khi là lúc đấy là gia đình cũng chưa có kinh phí nên là cũng không dám. Đúng rồi. Để tiến hành sâu hơn, đúng không? Đúng rồi. Nên là cũng cái một phần là sợ vì không có phí, và một phần thì lúc đấy là cũng chưa có kinh phí nên đã chả dám điều trị gì nhiều. Đúng, đúng không? Đúng. Thì anh em mình bây giờ sẽ vào nhà đi nhỉ. Ôi, mà cầm áo mưa vào gì? Cầm đi. Cầm vào không, tí nữa là cầm cả cái quần mưa vào nhá. Sợ đấy, tí nữa là còn nguyên cái xe đấy. Vâng. Ê, quần mưa của anh nhá. Các cô chú đang mưa mọi người ạ. Thề thì đang vào áo mưa luôn. Đấy. Em Tuyên với Thề thì với ở ngoài huyện vào thì nó có mưa mọi người. Đấy. Hôm trước là Thề này. Bây giờ hôm sáng nay đi trang ngô à? Đúng rồi, sáng nay đi trang ngô ạ. Sáng nay thưa cô chú là sáng nay có mưa thì Thề cũng bảo xin nghỉ. Thì Thề sáng nay nhờ bà con đến đổi công đi trà phân cho ngô. Đây. Đây. Nhét chưa rồi. Vâng. Nho trong niển nhá. Nho trong niển nhá. Vâng. Thề hỏi đây có phải là bà của cháu không? Bà. Thế là bà hôm nay đi nhặt đậu về à? Đúng rồi. Đậu này bây giờ chín rồi, cái đậu này nấu lên là ngon lắm này Thề này. Đúng rồi, lại cái đậu này luộc lên rất là ngon nhá. Vâng. Đấy. Cũng được rông rông đấy nhỉ. Lâu lâu. Lâu à? Lâu lâu là già già đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lâu lâu này là nấu lên thì vẫn tâu mà vẫn ngon, ngon là rông nhỉ. Vâng. Ngon mà rông. Thì hôm nay trời mưa thì bà con là đi thu hoạch về đúng không? Vâng. Thế thôi thì thôi, Thề bảo cho chào niển nhá, mẹ anh mình vào trong thăm bé Vinh nhá. Chắc mình phải vay có Thề này. Thế rồi ôi. Ôi, chào em nhá. Chào anh. Chào Vinh nhá. Hôm nay nhìn có vẻ là đỡ hơn chưa? Xem là cái hôm anh mua đồ vào thấy bé có ăn không? Sữa siếc có thạch kia có ăn không? Có. Thế thôi ngồi đi. Là cho em lấy mượn một cái mình. Thế là lúc nãy đi mua cái kia là bảo là mua cái gì thế? Em vẫn chả hiểu, như người ta nó bảo là con đấy là có bộ xíu ấy. Con bộ xít gì? Có bộ xít. Em đi buôn à?
em đi mua xong là mua với trẻ con thì ban nhì mà à ban... ba con hai nghìn à. Xong rồi chủ nhật này mang ra ngoài chợ bán thì không? Đi bán thì một con một nhì thì mình lấy một nhì à đấy à, à. Cái con bọ xít thì hôm trước anh vẽ quay cho anh xì đấy con bọ xít này người ta bán đắt phết đấy đáp à một lạng thì 300 em Tuyên cũng đấy vâng. Một lạng 300 cô chú nhá. Em Tuyên không biết là bên Trung Quốc người ta mua con bọ xít này về làm gì. Vâng. Nhưng mà trên này thì có một cái chỗ sủng máng rồi kìa. Người ta buôn cái này. Đúng. Mà bên nước bạn Trung Quốc là thu mua rất nhiều cái con hay. Bọ xít cũng mua này, còn cái con bọ hung cũng mua này. Vâng. Đấy, giá cũng rất là cao. Vâng. Thế thì hôm qua anh mua hôm trước anh mua cái thạch này, sữa này. Thế bé Vinh có thích uống không? Có ăn không? Có mà. Đấy thế. Thì bé thích ăn, thích uống như thế thì bé còn có chất. Chứ bé đã gầy nhom như thế thì bé không có chất này. Vâng. Hôm nay nhìn mặt có vẻ tươi tỉnh hơn đấy. Nhìn có vẻ là mạnh dạn hơn và tươi tỉnh hơn đấy nhỉ. Vâng. Ừ. Đấy thì chân tay thì mọi người nhìn rất là gầy. Đấy thì cũng trước hết đi vào cái câu chuyện thì anh sẽ thông báo cho em cái tin vui. Là có các cô chú có thể... tặng cho bé Vinh một chút kinh phí làm để có thể làm cái tiền đề có thể giúp bé Vinh đi quay lại Hà Nội đi chữa trị nhé. Thì đây thì em có thể là đây là có các cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như thì chính là cái quỹ mà như hôm đầu tiên anh vào anh trích cho em là 2 món quà là 4 món quà 2 phần quà là có nghĩa là 1 phần quà là trích 1 triệu là sửa mái và 1 triệu là cho bé Vinh mua đường sữa đúng không? Đấy thì tiếp tục các cô chú có xem video thì các cô chú là sẽ tiếp tục là trích cho em là tặng cho em là 10 phần quà. 10 phần quà thì nó trị giá là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng thì để có thể là giúp cho bé Vinh có cái nguồn kinh phí đầu tiên. Có thể là được hy vọng là sẽ đi về Hà Nội khám chữa một lại một lần nữa. Xem còn nước còn tát, nếu mà cứu được thì chúng ta sẽ cứu. Đó. Cứu chữa được cho bé Vinh được như nào thì tốt bấy nhiêu. Đấy. Và ở đây thì cũng có thêm 1 món quà của cô Ti ở thành phố Hồ Chí Minh có tặng cho là 500.000 đồng và cô Đào ở Hồ Chí Minh cũng tặng cho bé Vinh là 500.000 đồng. Đó thì các cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như tặng cho là 5 triệu đồng và có cô Đào và cô Ti tặng cho mỗi người 500.000 đồng thì thêm 1 triệu nữa thì hiện tại cái quỹ của bé Vinh hiện tại đang có là 6 triệu đồng. Và cái này thì lần này thì anh sẽ khác, anh sẽ không mua đường sữa hay bánh kẹo nữa. Mà bây giờ thì các cô chú cũng muốn là giúp cho em lập một cái quỹ để xem có thể từ cái quỹ này có thể được nhiều hơn nữa để có thể giúp cho bé Vinh đi về Hà Nội khám. Nhá. Thì các cô chú đây thì có các cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như ở California và Arizona, có nghĩa là ở bên Mỹ ấy. Thì các cô chú có xem video và các cô chú nhắn tin cho anh là bé Vinh này thì lần trước em đi là bị là tính ra là u thận đúng không? Vâng, trước là bị u thận. U thận. Vâng. Thế thì các cô chú có xem ấy, thì các cô chú bảo là đợt trước ấy, cũng có một kênh YouTube thì cũng có một bé bị u thận. Nhưng mà có nghĩa là phát hiện sớm hơn, xong rồi đi điều trị sớm hơn, nên là điều trị nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đó. Trước thì đã đưa nó đi điều trị, đúng là... Trước các cô chú xem video đấy chắc vẫn là bé Vinh thôi. Không, bé các cô chú kia xem là từ năm 2023. Đúng rồi. Và bé kia chữa được cơ. À. Chữa khỏi cơ. Chữa khỏi. Mà kia là của một kênh YouTube. À. Một kênh YouTube cũng đi quay và cũng giúp bé đấy về bệnh viện 108. À. Đấy các cô chú có nói là bệnh viện 108 vào chữa khỏi nha. À. Ừ. Trang điểm đấy vâng. Thì có nghĩa là các cô chú bảo là về bệnh viện 108 kia điều trị chữa và các cô chú còn nhắn tin cho anh những cái tên thuốc để điều trị cho bé là có nghĩa là nghịch có nghĩa là vào hồi tháng 9 năm 2023 là khỏi nhá. Vâng. Chứ không phải là không khỏi đó nên là có nó nên là có cơ hội các cô chú bảo là nên là muốn tạo điều kiện cho em là có cái kinh phí cho bé Vinh thể đi khám lại một lần nữa. Bà. Xem có giống như bé kia không. Bà, bà. À, chào anh nhé. Sao anh? Anh có việc gì anh? À, không. À, không thì bạn à hay là thế nào? Có việc gì? Đi mua bộ xích kia. Anh em đi buôn à? Vâng. Thế có tối có đi bán không?
Bán đi, bán luôn đi. Em bán cho anh này hay là bây giờ rủ nhau không, đi mua? Rủ nhau đi mua thôi. Thế thì bảo anh đấy đợi một xíu nhỉ? Vâng. Đấy thì anh nói lại một tí này. Thì các cô chú bảo là cô chú xem video là bé đấy được đi chữa là khỏi nha em nhé. Vâng. Chứ không phải là như mình là bây giờ là mang về. Đấy đấy. Thì cho anh hỏi rõ lại một lần nữa, hôm trước nói chuyện ở đây thì đợt đấy là các bác sĩ cũng bảo là vẫn có cơ hội chữa được đúng không? Bác sĩ Nam mà nó mới bảo là nếu mà thì check khoa mổ đấy thì bảo là 50/50. Thì nếu mà mổ thì mổ, nhưng mà bác sĩ Nam bảo là thôi thì em cứ mổ đi, nhưng mà do lúc đấy mình lại không đủ kinh phí nữa. Thì em mới về. Có nghĩa là mình cũng muốn, bác sĩ cũng khuyên mình là mổ đi. Vâng. Nhưng mà mình không có kinh phí nữa nên là mình về. Đúng rồi. Đấy thì bây giờ nói lại cho một tí nha mọi người nhé. Thì đôi khi có nhiều khán giả không hiểu rõ thì bảo là bệnh viện trả về. Đây không phải bệnh viện trả về nhé. Mà có nghĩa là bác sĩ Nam, bác sĩ có khuyên là mổ đi. Vâng. Nhưng mà do điều kiện gia đình kinh tế không có. Vâng. Và nên là mình cũng quay trở về đúng không? Vâng. Ừ. Ui, bé sao kìa? Bé bị đau đúng không? Kiểu đau ấy. Thế đợt đấy em có hỏi cái kinh phí mổ đấy khoảng hết bao nhiêu tiền thôi? Chắc khoa mổ đấy là bảo nhờ bác sĩ K2 về làm gì em lại không hiểu mấy, nhưng mà nó bảo đi nhờ bác sĩ, có nghĩa là nhờ bác sĩ ở một cái bệnh viện khác về chuyên khoa, chuyên về mổ cái này, chuyên về để tay nghề cao hơn kiểu đấy. Nó là gì mình lại không hiểu nữa, thì bảo kinh phí 5 triệu. Thì lúc đấy thì cả hai vợ chồng em mà cả con nữa thì mình còn tầm khoảng 1 triệu gì đấy thôi, thì mình không đủ kinh phí nữa. Mình vẫn có ăn uống thì mình tính không đủ kinh phí. Thế là đợt đấy đi vì có nhóm từ thiện kia cũng đợt đấy cũng hết kinh phí à? Có mà, có nhóm từ thiện thì mình đi em đi mua thuốc này, đi kiểu như đi khám thì không khám được thì mình đi mua cái thuốc gì ấy để cho nó say đi mới khá được. Thế là nói chung là đợt đấy nhóm từ thiện là cũng không có kinh phí nhiều à? Nhiều vẫn 10 mấy triệu ấy. Vâng. Nên là cũng không đủ. Ở được 10 mấy triệu thì ở được một tháng dưới đấy thì mình mua đồ ăn uống cho nó mới lại em đi mà vẫn đi ma cơ tự thiện nữa. Thì bác sĩ có lưu thì bác sĩ nó chuyển hỗ trợ khoảng một hai ngày gì đấy thì mình lại không có chỗ ở thì mình lại đi thuê chỗ. Và thì mới mất nhiều như thế. Vì ở bệnh viện thì đôi khi thì bệnh viện đông thì sẽ không có chỗ cho người nhà. Anh hiểu vì không phải đơn giản là cứ xuống bệnh viện là một chỗ là cho bệnh nhân còn một chỗ là cho người nhà đâu đúng không? Đông quá đôi khi phải nằm ghép đúng không? Một giường 2 người. Vì bệnh viện là toàn là tuyến cao mà rất nhiều bệnh nhân từ trong cả nước người ta đổ về chữa trị. Đấy thì nói chung là cũng kinh phí đợt đấy là cũng không hạn hẹp nên là không có hai vợ chồng nữa. Với lại mình kinh phí trước đi thì bị cái xe đấy lười mất 3 triệu nữa thì mới mất nhiều hơn đúng không? Vâng. Thường thường bọn anh mà đi ấy thì thường bọn anh đi từ trên này về Hà Giang, Hà Nội ấy, như thể xem bọn anh có dám đi taxi đâu. Đúng rồi. Anh là đi xe khách thôi. Đi xe khách thì nói chung là nó sẽ rẻ hơn. Rẻ hơn gần một nửa. Nhưng mà nó mệt hơn, nó taxi chắc chắn là nó sướng hơn rồi, đi một phát là đến nơi rồi. Trước thì em bảo là vẫn đi xe khách thôi, nhưng mà bác sĩ ở Hà Giang, trong thành phố Hà Giang thì hôm em đi đấy thì hôm đấy là hôm thứ sáu. Thì bác sĩ bảo là phải đi kỳ hôm thứ sáu để đi khám. Thì sáng khoảng 8 giờ thì đến SC cái giấy ra viện thì bắt xe khách thì phải đi lâu hơn. Đúng rồi. Thì lại không tới đấy thì lại bác sĩ bảo là
Nếu mà đi thì bắt xe nào đi cho nhanh để tới đây để kịp khá và có chỗ ngủ đấy. Ngủ luôn luôn. Và thì đi lại mới bắt taxi vào đấy. Cũng khó, nói chung là đôi khi anh em mình đi khám ở đây chúng ta không tính ngày cũng khó, đi vào những ngày thứ bảy chủ nhật là người ta chỉ gọi là trực thôi. Cái ca nào cấp cứu ấy thì mới có bác sĩ, còn những cái bình thường thì người ta sẽ phải để thứ hai. Với lại em chưa đi bao giờ, chưa biết. Chưa đi bao giờ thì nó sẽ mất thêm nhiều tiền hoặc thế này thế kia, nó nhiều chi phí phát sinh ra đúng không? Nói chung là nói gì em, bọn anh đây cũng thế này. Bọn anh đây ví dụ để về thành phố thì mình cũng phải suốt ngày được đi thành phố đâu mà biết. Cũng về đây thì không biết đi thì cũng chỉ gọi là thuê taxi. Thì bọn anh biết dùng cái app ở trên mạng ấy, thì bọn anh đặt cái Grab hoặc là Uber thì Viber các thứ thì xe taxi nó rẻ hơn. Nó đi bao nhiêu tiền là nó hiện lên bấy nhiêu tiền luôn thầy ạ. Bọn anh em cũng biết đúng không? Không biết. Không biết cái đấy, nhưng bọn em nghe nói em hiểu đúng không? Vì bọn anh có cái dịch vụ là có những cái app mà đặt xe taxi ấy. Ví dụ em đặt từ đây ra Mèo Vạc hết bao nhiêu tiền nó hiện luôn. Thì đến đấy là mình cứ trả, ví dụ hiện hết 50.000 là cứ trả 50.000 thôi. Chứ đến đấy taxi cũng không dám lấy chém mình là 50.000 thành 100.000 được. Nên là cũng không sợ. Đấy là bọn anh có biết đâu, người ta chỉ mình thì ví dụ xin địa chỉ là cứ đến thôi. Thì bọn anh biết hơn một tí ở cái đấy thôi, chứ còn cho anh về thành phố Hà Nội thì nói chung là cũng là Mèo Vạc dân tộc, thì về đấy thì mình cũng chả biết điều nào mà lần. Đấy, nói chung là thôi cũng phải mình có mồm, với lại mình cũng phải biết chữ, với lại mình phải hỏi thăm thôi, thì mình sẽ được người ta chỉ cho thôi. Nên là thôi cũng hy vọng thôi. Đấy. Xem em thử xem nào, không thì thử xem bé, cho bé uống sữa hay ăn thạch xem bé có ăn tốt không, để xem nào, xem có uống được không, ăn thạch không, xem bé uống không, ăn hay là ngại không? Nó ngại chắc nó mới ngại, có người thế này nó ngại. Vì các cô chú cũng muốn để xem là có uống được không, để ăn uống vào cho nó có sức ấy. Nó uống một đĩa hay cả nhá, chắc nó xấu hổ nó ngại. Ngại à? Hô anh hả? Hô anh là với lại anh thể cần ra đấy thì nó không ăn, thì hai anh đi rồi thì nó ăn, nó mới ăn bình thường. Nó ngại. Bé ngại à? Bà. Rồi nói chung là em cũng nói bằng tiếng Mông ấy, là các bác hay các chú này đến thì không phải làm gì đâu, đến cho mình đồ ăn thôi chứ không phải sợ. Đi nhiều, nói chung đi nhiều với các anh thì sẽ quen, thì sẽ biết thôi mà. Cũng giống đợt trước anh đi các trường hợp khác thôi. Từ đầu đến thì ngại, như bé say ấy. Đợt đi khám mổ mắt ấy, đầu tiên hỏi cũng có dám trả lời đâu. Nhưng mà trong cái thời gian đi ăn uống với bọn anh là anh đưa đi thích, đưa về Hà Giang đi mổ mắt này, xong rồi đưa đi ăn uống này, cũng đưa đi mua quần áo này, cho đi chơi một chỗ này chỗ kia, đi cái tượng đài ấy thế. Đấy thì từ đấy bé lại thấy mình suốt ngày đi ấy, thì bé nó bạo hơn. Gặp mình chào mình, xong rồi đợt bây giờ vào quay video cũng biết là chào chú nhá, chào bác nhá. Đấy thì bé đỡ ngại hơn ấy. Vì các bé ở người Mông này thì tính là kiểu nhút nhát, hơi sợ ấy. Đúng. Đấy đấy. Có đứa thì nó lại không sợ, như con trai của em này thì nó không sợ. Con trai thì nó nghịch hơn. À. Đấy. Còn thì các cô chú thì cũng muốn là mong bé là ăn uống vào cho nó có sức ấy, vì nhìn bé này cũng chân tay thì gầy cô chú ạ. Thì các cô chú cũng muốn hy vọng là đấy, thì xem qua cái thước phim thì cũng muốn giúp bé để xem còn cơ hội ấy, thì biết đâu cứu được thì sao. Đấy nên là các cô chú cũng muốn các cô chú xem, các cô chú còn chỉ thẳng bệnh viện cho anh, còn gửi cho anh cái tên thuốc là những điều trị như này, điều trị như này. Bởi vì là em đưa nó về khá lâu rồi mà nó vẫn cứ thế thôi. Thế thêm mặc quần cho con. Nói chung là mình mua là chỉ luôn được con hả? Mình đưa đi thì mình không có kinh phí thì mình chả dám. Vâng. Ừ. Thế hôm nay có vợ ở nhà không? Có. Đâu vợ đang làm gì? Không xem biết đi đâu rồi. Lúc đấy vừa mới đây. Vừa đây à? Đây, anh vừa thấy xem. Đây là hôm nay nhà đang làm một nấu ăn cái gì đây? Đậu. Hôm nay là ăn đậu này thôi à? Vâng, người Mông thì thường ăn đậu thôi anh. Đậu với rau. Có rau thì với lại nó rau bí. Rau bí mùa này thì có đậu này, có rau bí này đúng không? Vâng. Rồi thôi thì cũng cố gắng thôi.
Chắc vợ lại đi rồi. Anh thấy bên này này bếp cũng chưa nấu ăn đâu. Chưa. Đây, thì cô chú ạ. Chắc lại vợ đi làm rồi cô chú ạ. Vì nói chung là vợ cũng ngại. Chắc là mấy hôm trước thì khi bọn anh vào thì chắc là vợ về thì nói chuyện vợ biết không? Vợ của em trước nó không đi học chứ, nó không biết. À, vợ không đi học à? Vâng. Nhưng có em là em đi học thôi đúng không? Vâng. Ừ. Hy vọng là thì các cô chú cũng rất là muốn là giúp bé. Nó thật là thấy bé tội quá. Hôm nay thì trời mưa mưa đấy, ở ngoài huyện là cũng mưa. Các bọn anh với thề đây cũng phải nghe được cái thông tin các cô chú ấy thì muốn là vào gấp luôn. Vào để thông báo. Đây, nỉa đây. Thì muốn vào để thông báo để biết đâu là có thể từ những cái thước phim này thì các cô chú có thể giúp cho được thêm nhiều cái kinh phí hơn nữa. Thì để có thể giúp bé có một cơ hội lần nữa đi xuống Hà Nội để khám chữa một lần nữa. Đấy thì lần trước là đi vào bệnh viện Nhi à? Đúng rồi. Ừ. Thế lần này thì như bác sĩ, như các cô chú bảo đây thì có thể là vào bệnh viện 108. Hoặc bệnh viện Bạch Mai thì phải. Không biết đúng không? Vâng. Nói chung các cô chú bảo đây thì anh sẽ hỏi và sẽ hỏi lại các cô chú xem là mình nếu mà có kinh phí thì mình xem đi vào bệnh viện nào nó tốt hơn. Đấy đấy thì trước là vào ở dưới đấy thì nghe mấy cô chú ở dưới đấy mình chữa bệnh cùng nhau mấy cô chú đấy à. Bệnh viện đấy là trước đây vào đấy là bệnh viện K3. Vâng. À. Thế hôm vừa rồi bọn anh cũng đi nhưng mà anh là bệnh viện K ở Tân Triều Hà Đông á. Bệnh viện K3 đấy là thế mấy cô chú ở bệnh viện đấy là bệnh viện là chữa u ấy. Chữa u à? Vâng. Chuyên chữa u đấy. Vâng. Bảo là bệnh viện đấy là bệnh viện tốt nhất cả Việt Nam. Bảo thế mới biết được. Thế thì anh chả biết được thì các cô chú nhắn tin cho anh ấy thì cũng bảo là nên vào chỗ này, nên vào chỗ này, vào chỗ bệnh viện này ấy thì còn gửi cho anh đơn thuốc mà. Thì đấy thì nói chung các cô chú mách ở đâu thì mình đi ở đấy xem chữa được hay tốt. Thì đấy thì lần này anh cũng vào để thông báo cho em với gia đình biết. Thì xin thưa cô chú thì một lần nữa thì em xin thông báo hiện tại thì bé Vinh thì bé Vinh đã có cái quỹ cô chú nhá. Thì mong rằng cái quỹ này nó sẽ phát triển hơn nữa để có thể giúp cho gia đình để có thể giúp đưa bé đi xuống Hà Nội khám chữa lại một lần nữa để có kết quả cuối cùng xem thế nào. Thì hiện tại thì cái quỹ của gia đình là có 6 triệu các chú ạ. Thì cái quỹ này thì em tôi nghĩ là để về thành phố Hà Nội. Thì như mọi người biết là đi về Hà Nội thì nó rất là tốn kém. Và cái trường hợp của bé Vinh này thì là một cái trường hợp nó rất là khó khăn. Và cái bệnh này có thể là bệnh gọi là bệnh nó nặng hơn những cái trường hợp trước em tuyên giúp kêu gọi thì có thể kinh phí nó sẽ là lớn hơn, nên là hy vọng có thể qua những cái thước phim này thì cô chú có thể giúp cho cái quỹ của bé Vinh được lớn mạnh hơn. Mỗi người giúp một ly một like, mỗi người bớt đi một ly cà phê, mỗi người bớt đi một bữa ăn sáng để giúp cho cháu Vinh có thể về dưới thành phố Hà Nội khám chữa lại một lần nữa cô chú ạ. Nếu mà xuống khám chữa rồi thì có kết quả ra sao thì lúc đấy thì gia đình cũng đỡ hối hận và đỡ tiếc vì mình đã không đi khám chữa hết mức ấy. Thế thì bây giờ quỹ được 6 triệu thì hy vọng là được thêm các cô chú anh chị hỗ trợ thêm để được thêm cái quỹ để cho bé đi Hà Nội khám. Thật là em tuyên chỉ biết mong muốn là như vậy thôi. Còn ở đây thì cũng rất là tội bé, thật với cô chú như vậy này. Bé thì cũng nhìn rất là kháu khỉnh đấy, đáng yêu chứ, chẳng qua là bé bị như thế nhìn nó gầy dạp đi ấy. Còn điều kiện kinh tế của gia đình đây thì em là chứ nhỉ? Em là chơ. Chơ nhỉ? Vâng. Đấy. Bé chắc nằm ngồi nhiều quá đỡ không ấy rồi, không thích rồi. Kiểu như là nó đau, đau thì nó nằm một lúc. Chơ đây thì cái nhà này thì lại rất là hay, lại không phải nhà của chơ nhỉ. Lại là ở với bố mẹ mà cái nhà này sau này thì lại là cho một người của em, một em trai. Em trai rùa. Em trai út. Em trai út. Bố mẹ thì cho đất rồi nhưng mà chơ thì cũng chả có tiền để xây nhà. Nên là cũng gọi là ở chung đấy, ở nhờ đấy. Trước Vinh chưa bị ốm thì cả hai vợ chồng em thấy là hết. Thì mình tính là hết thì nếu mà nó không ốm thì
Mình làm ra này thì mình định về để mình làm nhà, nhà và thì với lại nuôi hai con bò nữa thì nó lại cô em lại bị ốm thì mình lại dùng hết tiền rồi đi làm về được được mấy chục triệu nhưng mà về đi tì thuốc nam hết xong mới trước thì chỉ biết là u thôi thì mình không đi khám thì không biết u gì ấy. Thì kiểu như phong tục mông thì cúng em cúng khoảng 5-6 lần gì đấy rồi đi tì thuốc nam thì mới hết tiền. Nói chung là em đã đi học rồi nên nói chung là anh cũng khuyên một lần nữa, từ sau ốm đau thì mình ra bệnh viện tốt nhất là không cúng, cúng chắc chắn là không khỏi đúng không? Kể cả em chúng em cúng có chục lần thì cũng không bao giờ khỏi được, cúng 10-20 lần nó chỉ tốn tiền thôi, nó không thể khỏi được. Mà từ sau là đi đi ra bệnh viện nhá, chơi nhá, đi bệnh viện khám thì còn biết được bị cái gì. Chứ bọn em đi uống thuốc mông ấy thì thuốc mông người ta cũng không biết đây là bị bệnh gì, nó cũng không khỏi được. Đúng không thế? Cũng giống như kiểu em lắm lúc thề bảo là anh em đau vai này thì anh mua Sapat thì em biết em dán vào, hoặc đau bụng em mua thuốc đau bụng. Nhưng như là trước bà con ở trong đề chia đấy không, anh chưa vào được đấy, chỉ uống thuốc gọi là uống thuốc mông ấy, nhưng chả biết đấy là cái thuốc gì cả. Thuốc nam thì cứ khó lắm, đi tì lá cổ cái gì mấy ông mấy chú già già nó mới biết. Nhưng mà biết đâu các cô chú đấy làm gì biết đây là mình bị bệnh gì đâu. Và cũng có khám về, hỏi các thầy thuốc thì bảo đây là bị cái gì. Bác sĩ còn chả biết đây là cái gì, chỉ biết là đau cái này thì đau bụng thì cho uống cái này. Còn nhưng mà biết nhớ đâu trong đau bụng kia nó có nhiều loại đau bụng, đau dạ dày, rồi đau ruột thừa, hoặc là đau cái gì đấy. Ở bệnh viện nó đi khám có nhiều loại đau bụng, nó vẫn là ở trong bụng này nhưng mà nó lại đau dạ dày đúng không? Đau ruột thừa nhá. Đấy, hoặc là viêm loét hoặc thế này thế kia. Đấy, nó có nhiều loại chứ không phải là cứ đau bụng là uống một cái đấy là khỏi đâu. Nên là bọn em từ sau này em đã đi học rồi, bây giờ với con mình đã như thế, là từ sau rút kinh nghiệm. Đỡ mất tiền vào những cái nó không phải. Mình để tiền đấy mình đi khám chữa ở những cái cơ sở tốt hơn và ra bệnh viện thì nó tốt hơn, đúng không? Vâng. Thế thì này, nữa các con chú em thử kéo quần lên cho anh xem này. Chân bé này em tuyên thấy gầy nhom luôn. Ui dù. Đây các chú xem này, không ăn được cái gì này. Đấy em lấy cầm chân con ấy, mặc quần thì nhìn thế thôi, thấy không? Đúng. Đây bỏ quần ra nhìn đầy quá. Thôi thôi thì thôi cũng cho cháu nghỉ thôi. Vâng. Thế thì cháu cũng ngại thì thôi thì cũng rất là may. Bọn anh mua cái đường sữa kia vào thạch kia thì bé ăn được là cái tốt. Nếu bé thích ăn thì cứ mua về cho bé nhá. Vâng. Ừ, để cho nó có chất. Vâng. Thôi thì để anh vào đây anh thông báo qua cái tin vui cho mình nhá. Vâng. Để có biết đâu có cơ hội thì có thể giúp cho bé đi cứu chữa một lần nữa nhá. Vâng. Ừ, đây thì gia đình thì cũng rất là mong muốn cô chú ạ. Một lần nữa thì em Tuyên cũng hỏi lại đấy, là cũng bác sĩ cũng khuyên mổ nhưng mà cũng không có điều kiện kinh phí nên là cũng không mổ được, nên là hai vợ chồng cũng quyết định về, chứ không phải là bệnh viện người ta thế này thế kia cô chú nhá. Thì đây thì em Tuyên cũng rất là mong muốn có thể bé Vinh có thể nhận được thêm những cái sự trợ giúp trợ duyên của cô chú để giúp cho bé xuống Hà Nội khám chữa một lần nữa, có thể điều trị được là tốt, còn không lúc đấy không điều trị được thì cũng phải đành chấp nhận thôi. Còn bây giờ thì vẫn còn cơ hội và vẫn còn hy vọng thì chúng ta có thể giúp đỡ cho gia đình được đi xuống Hà Nội khám chữa. Chứ còn gia đình đây thì bố mẹ hoặc là ông bà ở đây thì cũng, em tôi nghĩ là cũng rất là khó để giúp đỡ bé Vinh cái nguồn kinh phí đi mổ rồi. Bố mẹ cũng kiệt quệ kinh tế rồi. Mẹ thì cũng ở nhà làm nương thôi đúng không? Vợ em ấy. Ở nhà làm nương nấu rượu thôi. Đấy, như em bây giờ thì cũng chỉ ở nhà để chăm con ấy, cũng không đi được đâu. Cũng đi mua bọ xít kiếm được vài đồng thôi. Cũng thôi cố gắng thôi em ạ. Chứ cũng biết làm sao giờ. Thôi thì có lẽ là em Tuyên với em Thề cũng xin phép thôi để vào thông báo ngay cái thông tin này cho em Trơ và gia đình biết đấy, để có cái phương án điều trị sớm nhất nhé. Đấy thì em Tuyên cũng xin một ít thông tin về để nhờ thêm các cầu nối đầu cầu ở dưới Hà Nội thêm giúp kêu gọi nữa. Cô chú ạ, thì bây giờ thì em Tuyên cũng có với em Thề là xin phép thôi người ơi. Con thế ngồi nghỉ ngơi nhá. Cho bé nghỉ ngơi, nếu ăn uống gì cứ mua cho bé em nhá. Nho dòng nỉa nhá. Nhớ đây tôi tu mù chê đây. Vâng vâng, cho nỉa. Thôi chào em nhá. Chào hai bố con. Thôi.
nghỉ ngơi đi. Lại mưa. Vậy mưa. Ở đâu? Tạnh rồi, tạnh rồi. Tạnh rồi, vẫn tạnh rồi. Tạnh rồi. Vâng. Thì thưa cô chú thì cũng có cái tin vui của các cô chú nhóm Hoa Sen Như cũng như cô Ti, cô Đào ở Hồ Chí Minh thì cũng có cái quỹ rồi. Thì em Tuyên hy vọng qua những cái thước phim này thì có thể giúp cho bạn bé Vinh được một cái quỹ lớn hơn để có thể giúp cho bé đi xuống Hà Nội chữa trị cô chú nhá. Đấy, một lần nữa đi xuống chữa trị dứt điểm. Nếu mà lúc đấy thì nó như nào thì sẽ do là cái bác sĩ điều trị thôi cô chú ạ. Chứ đợt trước là cũng muốn điều trị nhưng mà cũng không có điều kiện nên phải về. Chứ không phải là lúc đấy bác sĩ trả về nha mọi người nhá. Chứ không đôi khi em Tuyên có một hai cái comment đọc mọi người lại hiểu nhầm là bác sĩ trả về là không phải đâu. Đấy thì thôi thì bây giờ em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video đây. Xin chào và hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở cùng theo. Thưa xin chào.